Yo, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường trận lý của mùa 11 và cùng nhau làm về những cái đội hình leo rank mạnh ở phiên bản beta hiện tại nhá. Let's go. Khởi đầu thì tôi đang có một cái form của sử gia và cảnh vệ. Form này thì đi cùng với lõi anh hùng truyền thuyết, nhận ngay một con Garen 2 sao. Và Garen của chúng ta bây giờ sẽ cộng dồn màu tối đa thay vì là chắn. Nếu như Garen có nhiều máu hơn mục tiêu, Garen sẽ gây thêm 50% sát thương chuẩn. Nghĩa là con Garen này bây giờ thì mỗi lần kỹ năng của nó lại sử dụng ấy, nó cộng máu thêm này, anh em để ý này. Ui, không kịp xài. Đây là một trong những cái loại công nghệ mà đang rất là thịnh hành và cực kỳ khỏe. Có là anh em mình phải lấy ngay nhá. Lấy ngay cho tôi, tại vì tỷ lệ top 1 là rất cao. Gì đây? Hai vàng, cảnh vệ. Tôi sẽ lấy cảnh vệ xem nào. Ui, được rắc. Một cái đai máu à. Ui, hai Garen này. Tôi sẽ roll tìm Garen 3 sao luôn nha anh em nhá. Đây rồi. Nice. Rắc thì sẽ tay vào đây. Mình sẽ đánh một cái form kiểu 6 sử gia, à đâu, 3 sử gia thôi và 6 cảnh vệ. Với cảnh vệ thì anh em mình sẽ bắt mấy con này để lấy thêm cái phần trăm kháng sát thương. Cảnh vệ nhận ít sát thương hơn trong 10 giây giao tranh đầu. Họ thêm giảm thêm 18% sát thương nữa. Garen này, 2000 máu nha anh em nhé. Gõ một cái nào. 2003, thấy chưa? Và Garen thì mình sẽ lắp cho nó 3 trang bị. Thứ nhất là vuốt rồng. Đây, trang bị này rất là quan trọng. Và vuốt rồng thì nó cũng có thêm một chút về khả năng hồi phục máu. Mỗi 2 giây hồi lại 5% máu tối đa. Trang bị thứ hai là quyền trượng. Và trang bị thứ ba, anh em lắp cho mình một cái móng vuốt nhé. Móng vuốt này thì sẽ mỗi lần giao tranh khi còn 60% máu, tăng thêm 25% máu tối đa và 35% sức mạnh công kích. Ghê chưa? Và khi mà anh em mình có được Garen 3 rồi đó, là anh em mình cứ thế mà lên cấp nha. Cứ thế mà lên cấp cho tôi. Còn con này không cần. CV thì nó có thể cầm đồ tạm thời, để chút nữa chúng ta có thể chuyển sang cho những con 5 vàng như Irelia hoặc là thần rừng gì đấy. Thần rừng kiểu bọn 5 tiền cầm rất là nhiều đồ AP. Giờ thôi phải cần đồ này. Gì đây? Đây, có một cái vuốt rồi. Gậy, nước mắt. Ui, không phải là nước mắt. Hơi lóng một chút tiền nhưng không sao. Để 5-6 luôn. Galio, wow. 5 sử gia đầu game mà. Chắc là cũng được ấy chứ nhỉ? Mình sẽ lấy một cái bùa sức mạnh đi. Vuốt rồng này. Đấy. Tôi sẽ xếp nó. Bây giờ thì chưa có quyền trượng. Nào mà có quyền trượng thì tôi sẽ xếp hàng 2. Con này chắc không cần lên 3 đâu. Tập trung lên level nữa là đẹp. Ba bích. Nhà này thì có mũ thích nghi hoàn hảo. Nhà này thì có kỷ nguyên Zira U Linh, có Morgana sớm, ba cao cường à. Đây chúng ta gặp ba bích rồi. Thế là ba bích có khỏe hay không. Với loại công nghệ là chúng ta cần phải chắc chắn có được cái lõi anh hùng truyền thuyết này nha anh em ơi. Phải là chắc chắn. Chứ không là chơi con Garen bình thường ấy thì nó không có mạnh đâu. Bây giờ là khả năng đánh chuỗi thắng được rồi đấy. Khi mà có Garen 3 năm sử gia nữa. Garen trâu lắm anh em ạ. Hiện tại là mới có 2 cảnh vệ thôi. Khi nào mà lên 4 cảnh vệ nó còn trâu hơn nữa. Đánh bại top 1 luôn. Đã chưa? Úi dồi ôi. Sát thương và khả năng chặn sát thương rất nhiều. Hy sinh này. Thuật sư thiện chiến. Huy sinh. Tôi cần một cái lõi mà combat gì đấy. Nhà máy tái chế. Cộng mệt nghỉ. Huy sinh. 9% màu tối đa. Đổi lại cái này xem nào. Ui khỏe mạnh kép và không ngon lắm. Biết vậy là hy sinh được rồi. Nhưng thôi, cộng mệt nghỉ cũng được. Joey này. Joey ở đây. Chúng ta sẽ thay con này vào đây. Amumu.
Cái mày chắc là chỉ tập trung lên level nữa thôi. Nếu như có cái lõi mà lò rèn on thì anh em có thể lựa chọn vài đồ ngon ngon cho nó. Lõi này cũng ngon này. Lõi nào? Một cái lõi mà bọn cảnh vệ mà gì gì đấy ấy, liên quan đến cảnh vệ cơ, thì nó cũng rất là chất lượng nha. Sử dụng cái này luôn. Đi chợ pha này thì chắc là mình sẽ lựa chọn là nước mắt, thì Garen có thể tích số kỹ năng của nó lên. Càng nhiều số quyền trượng thì chúng ta sẽ cộng càng nhiều máu. Uầy, bây giờ đã trở thành bất bại rồi. Với cái bài này á thì anh em cần phải có lõi là một và mạnh ở những cái giai đoạn đầu game và giữa game như thế này. Sau đó thì anh em mình lên cấp tìm kiếm những con 5 tiền và kẹp vào nhá. Hai phong kiếm à. Ok. Wow. Hai phong kiếm thì chúng ta cứ lắp cho Garen này cũng được này. Ai hất tung của tôi? Bây giờ thì khả năng hất tung sau là rất cao thôi. Gặp nhà này à, 1 2 3. Con này sẽ bị hất tung, tôi sẽ chuyển sang bên này. Nhà này chưa lắp rồi, chấp nhận này. Nhà này cũng chuyển bên này à. Để đây luôn. Gặp ông nào hất tung thì chúng ta cứ chuyển thôi. Con này đây. Ôi, nhà này lắp phòng kiếm sau. Hoàng hào. Ấy à, lắp không kịp. Lắp không kịp này. Cái phong kiếm này thì nó sẽ chỉ tồn tại ở 3 vòng đấu thôi. Thế nên chúng ta cũng không cần phải lo về trang bị này. Nó sẽ dính ở trên người của Garen. 4.000 mốt. Sẽ là Garen game này của mình có thể đạt được ngưỡng máu là bao nhiêu nhá. 4.600 này. Khỏe lắm anh em ạ. Loại Garen khỏe lắm. Tôi cần một cái nước mắt. Wow. May là phiên đi chợ lần này có hai cái nước mắt. Nếu không thì mình sẽ lấy BF nhá. 82 máu. Nai ngon này, lê xin cũng ngon. Wow. Nước mắt Riven bị lấy, còn nước mắt Cain rồi anh em chê à? Má, mất nước mắt Cain rồi, tôi sẽ lấy BF luôn. Rồi, BF này thì mình sẽ lắp luôn một cái nanh na so anh em ạ. Cung này thì tôi sẽ để dành cái trang bị búa đỏ. Búa đỏ gì đấy cho con Irelia. Móng vuốt đây. Để cho Garen, cho Châu. 3 vòng, 2 vòng này và vòng đánh sói hắc ám thì phong kiếm sẽ mất. Cái này. À, này hất tung bên này. Căn căn đang căn. Nhà này hất tung đây à. Hất tung, muốn hất tung Garen của mình hay sao ấy anh em ạ. Đấy, hai nhà. Chơi game chúng ta cần phải check map kỹ kỹ xíu. Mình mà để Garen ở chỗ mà ấy là bị hất tung rồi. Thấy chưa? Anh em toàn ý đồ xấu mà. Mình không nên muốn mà anh em đỡ bị hắc não ấy. Nên anh em để nó xuống một ô thôi là cũng khó rồi. Đúng không? Khó hắc não lắm rồi. Garen tầm này là rất khỏe anh em nhá. Vô địch luôn. Ui, chẳng mấy chốc mình sắp lên cấp 8 rồi ạ. Nhanh vãi. Đúng là đầm cua. Game này thì đẩy máu cũng nhanh mà anh em bay máu cũng nhanh. Đẩy máu cũng như bay màu mà anh em sống vội cũng nhanh. À mù. Zirai Relia. Như vậy tôi sẽ cần thiết thì bỏ đi hai con này. Hai con này mà không, hai con này đang đầu sĩ. Thôi cứ từ từ đi. Tôi muốn lấy thêm một cảnh vệ thì kháng thêm tí sát thương thôi. Nhưng mà chắc là đợi level 8 đi cho nó chắc cú. Tôi cũng chưa vội lắm. 1-2. 1-2. Đây. Ui, gặp nhà Nico à. Xong rồi, pha này bị hất tung à. Ây da, nhưng mà mình cũng hất tung Tam Ken, không lo. Nhưng mà tôi thấy sợ cái con Tam Ken với cái chùy bạch ngân này lắm anh em ơi. Nó cứ gọi là làm choáng ấy.
Rất làm choáng ngoài anh em ạ. Liếm chậm. Khó chịu. Này thì Garen của tôi gõ đến khi nào? À, bây giờ gõ sát thương chuẩn thì nó cạn, nó đỡ rồi. Tại vì Garen của mình nhiều máu hơn con Tam Ken thì nó gõ được sát thương chuẩn. Đấy. Còn ít máu hơn ấy thì gõ sát thương ấy thôi. Lỗi của nó là vậy đúng không? Thêm 50% sát thương chuẩn. Ừ. Rồi, ra sau lên 8. Lấy một cảnh vệ Amu và đẹp này. Giờ Na cũng được, nhưng mà chưa lên 2, chưa xài. Anh em thấy chưa, nhà này là mỗi một mình đánh bại được thôi nha. Mất có 6 máu này. Mà nhà này thì đấu sĩ lay game là cũng khỏe lắm. Cặp máu may mắn và độc dược sĩ. Quá gớm đi thôi. Giờ tôi cần một cái nước mắt. Uầy, đây rồi. Con này lên 2, cái gì đây? Cái bản tướng cỡ lớn này cũng được. Đây, có nước mắt rồi. Quyền trượng nha anh em nhá. Cái này vào đây. Con này. Rồi, khỏe rồi. Bây giờ thì áo choàng gai à. Cho con này đi. Ôi, chẳng phải cho lên cấp 9 rồi á. Nhanh thật. Cấp 9 level 10. Game này có nhân bản tướng cỡ lớn cơ. Ba trang bị này thì tôi thấy là rất khỏe. Garen nhiều khi là 1 cần 9 luôn đấy. Anh em để xem nhá. Bây giờ là 3.000 mốt. Một gõ của nó thế nào. Lên mana hơi lâu. 4.200. 5.300. Trời ơi. Bị choáng à. 7.900. Ui, 9.300. Có vút rồng thế này nữa thì. Ui, 11.000 máu. Nhìn thanh máu của nó này. Ui, 12.000 máu. Trời ơi. Tên này thì ai đỡ đây? Ai đỡ bây giờ? Pandora mình sẽ không lấy này. Văn bia cảm hứng cũng ngon. Chắc mình sẽ lấy văn bia cảm hứng đi. Ui. Set ở đây coi. Amu 2 nữa. Này đi. Này anh em nhé. Set này thì nó bế. Nội tại. Khi giao tranh bắt đầu, tấn công các kẻ địch liền kề cùng hàng. Nhận vĩnh viễn 2% sức mạnh công kích cho mỗi 1.000 máu lấy được. Lấy đi. Nhận đôi trong xúc sắc à. Ánh sáng và bóng tối. Cho nó cân con này lên anh em ạ. Một bốn bảy. Xem nào. Nhà này thì có cọc gì đây? Định mệnh và đấu sĩ. À đâu? Thần thoại và đấu sĩ. Thì chắc là đánh kiểu Nila gì đúng không? Lilia đó. Garen trâu lắm anh em ơi. Giờ gần như là bất bại rồi đó. Thêm hai con này vào nữa thì ở level 10 thì mắc bá luôn. Ui, Kele là quạt đủ nhiều đam ấy ta. Hay mình đánh 7 sử gia thử nhỉ. Kele nhiều đam cực. Hay là bỏ đi hai con cảnh vệ, kẹp thêm hai con này, hai con sử gia vào nữa. Irelia với cả là Zira đã đẹp. Anh mình chơi 4 cảnh vệ thì cũng đẹp rồi. Nó tùy cơ không biến thôi. À, trong bà Kobuko này. Nhà này cũng gớm. Nhưng mình nghĩ là chúng ta cần phải có một cái bùa đỏ ấy, ngăn khả năng hồi máu một tí. AC2. Anh em bây giờ khỏe rồi. Chúng ta sẽ bị yếu dần theo thời gian. Tại vì tôi không xài nhiều tiền ở giai đoạn này ấy. Không xài nhiều tiền lắm. Phẩm về máu của Kobuko này thì không thể nào mà bằng so với Garen nhà mình được. Hứa luôn.
khả năng hồi phục nó cũng thế. À chóc bà. Ui giời, 5100 đúng không? Tôi cũng 5100 rồi. Kobuko này thì nó nhận thêm nó gây thêm 200 sát thương à, 200% à. Garen của tôi sao? Garen thì tôi thì sao đây? Garen nhà tôi sao đây? Bao nhiêu máu rồi? 14.000 rồi. What the fuck? Vai thật. Quá gớm anh em ạ. Họa sư này. Cung này. Họa sư cũng ngon, cung cũng ngon. Thôi lấy gì cũng được, 5 tiền. Ua. Hoàng Hân lấy à? Hoàng Hào nhầm. Vậy thì chắc mất Udi rồi đó. Mình sẽ lấy đồ random cũng ngon nha. Random cho set là có thể bị lao 2 à. Bị lao 2 thì thay con này không ta? Test thử như này không? Thử như này có sao nha anh em nhá. Bây giờ mình cũng khỏe lắm này. Đồ random cho set này. Đấy, 6 cảnh vệ, 3 sực già, 35% kháng sát thương. Nhận ít sát thương hơn trong 10 giây giao tranh đầu. Này thì vô địch luôn. Này, tí pháp sư không? Chả cần lắm. Để đây. Xem nhà này Lilia phiên bản hiền giả này. Thì chờ quen đây. Đầu game mà chúng ta đã trâu rồi. Ui, người này có quỷ thư. Ăn nhiều khả năng hồi máu phết. Với cây le thì anh em mình phải lựa chọn cái bùa hỗ trợ nhá. Cây hướng cào xé cho con đấy ra đây anh mình quay. Này thì quỷ thư, mất quỷ thư rồi thì đánh đấm gì nữa. 5800. Ôi, đằng này có này mà. Quay ra đánh con này. Ui, chặt hết. Chặt hết. 17.000 máu, 18.000 năm. Vãi chùa. Quá đáng sợ các bạn ạ. CV này tôi sẽ để dành cho Mire. Cho này vào thì tôi lấy đấy nha anh em ơi. Lấy tí pháp sư, lấy thêm sát thương. Tách con này ra. Này cho xếp chéo chéo như này là đẹp. Hoàng Hào là cảnh vệ cao cường à. Flex Arc à. Nhà này cũng an xe 3 bích. Có may chiếu. Mình level 9 rồi. Bây giờ mình lên level 10 thì tuyệt đẹp luôn. Tại vì cái máu của mình bây giờ là cho phép anh em mình lên tận level 10 chơi được. Chứ không phải là không cho. Uầy. Làm mấy nhà này thì có nhiều cái ngăn hồi máu ghê. Như là Morgana và Zira này. Cái bài Zira, U Linh thì mình cũng đã hướng dẫn cho anh em chơi hôm qua rồi. Nhưng mà đây là chắc có trường hợp mà chúng ta có lõi Garen mà không biết chơi gì thì hãy thử áp dụng cái này nhá. Bài này thì khỏe lắm nhá. Nhà này có thiêu vàng, không biết lắp gì đây. Ấn U Linh đi còn gì. Joey 72 vàng thì có thể lên level 9. Tiền lãi của chúng ta bây giờ là cộng 14 tiền. Rất là giàu khi mà 6 cộng chuỗi thắng chúng ta sẽ cộng 3 vàng. Và mỗi vòng cộng thắng thêm nữa. Anh em phải cộng 1 vàng. Thu nhập, lợi tức, chuỗi thắng. Cứ thắng đi. Vì hiện tại là cho phép, chưa đến lúc thua rồi. Thua chấp nhận. Vút rồng, Bolivia. Vút rồng mình có một cái rồi. Gậy. Cái này. Wow. Không có bùa đỏ này này. Chán nè. Không bùa đỏ phải lắp đồ sát thương thôi anh em ạ. Giáp vai nguyệt thần, lấy huyết kiếm đi. Chán ghê. Cầm một cái bùa đỏ cho Ire thôi mà cũng khó khăn với tôi vậy à.
Ây à, nhà này sếp để ấy luôn này. Mong là sếp của chúng ta sẽ bế nó đi. À mày thế. Ông này sếp để tạm khen nó liếm con ấy nhà mình á. Dỗi ghê. Đúng rồi, phá giáp nó. Gõ được con tam ken là gõ tất cả. Nhưng con bát này thì gớm gớm quá anh em ạ. Mình bây giờ thì chưa có đam, chưa xài tiền. Chút nữa thì gõ liên tục. Ui, bây giờ cũng bị choáng liên tục luôn. Bao nhiêu nghìn máu à? 11.000. Một máu lên. Không kịp rồi. Ba cái máy dập này. Chút mình sẽ phải chuyển sang để gõ con Nico này. Sẽ ổn hơn. Cái gì đây? 20 kinh nghiệm và 10 lượt đổi à? Chắc là mình sẽ lấy 20 điểm kinh nghiệm. Tại vì sắp lên level 10 rồi. Đây. Con này lên 10 luôn. Sợ cái gì? Riven Zira đây luôn à? Ire hai Lissandra. Mình sẽ bỏ đi hai cảnh vệ không nhỉ? Bỏ bớt cảnh vệ đi. Như này. Lựa chọn là sách. Sách gì bây giờ ta? Một cái sách hồi phục đi. Chơi cho nó mới mẻ xíu. Làm cho thằng gai này. Ừ này. Như này thì Garen nó sẽ hơi yếu đi ấy. Dạ. Ba cảnh vệ. Nhưng mà độ hình của chúng ta sẽ nhiều sát thương hơn. Hay thôi mình sẽ bỏ đi sử gia đi em ơi. Chơi lấy sử gia thôi chắc là cũng được. Để coi sao như nào. Lissandra 2 luôn rồi. Hơi tiếc. Hơi tiếc Lissandra 2. Để coi có thua không nhá. Wow. Đầy. Như này chứ. Đúng không? Set 2 luôn à. Wow. Phê dữ vậy. Thì bỏ luôn này đi. Set 2 đã. Set 2 rồi tính. Sao nhiều ấy thế này. Nhiều CV ở giai đoạn này đấy. Garen với 3 cảnh vệ à. Cảm giác như cũng hơi đuối đuối. 4 cảnh vệ thì trâu hơn. Ồ, chắc mình phải xoay lại thành 4 cảnh vệ. Bỏ sử gia đi cũng được anh em ạ. Kẹp thêm bọn 5 tiền, Rana, Azir vào đây. Ui, vẫn cân à. Mình mà ảo đấy. Vẫn cân. Úi dồi ôi. Vẫn cân luôn anh em ơi. Quá gớm. Giao điện, à búa đỏ đấy. Nhà này chút chuyển sang bên này cho nó đỡ bị ấy. Búa đỏ chữ Ire là đẹp anh em nhé. Thủ tượng. À bị mất rồi. Lấy này đi. Thủ tượng cho con này. Đội hình của chúng ta càng trâu thì sẽ câu kéo càng nhiều thời gian để anh em chúng ta sử dụng kỹ năng lên. Mình sẽ quyết định là bỏ bớt đi. Bớt đi mấy con sử gia. Không bỏ hai con này đi nó cũng được này. Irelia. Rakan à. CV. Dyna. Hai pháp sư thì chúng ta có Ila với Alexandra rồi. Không cần lo. Bỏ hai con này đi cho thêm hai con này vào. Để làm thì Long Vương nữa. À cháy luôn. Con Galio này tanh cũng trâu lắm anh em ạ. Không đùa. À ông này tôi quên xếp. Không biết lần này có ăn được. Mình có ăn được không. Ai khó nhở. Tam Ken này liếm liếm khó chịu ghê.
Ai da, bị thua nhà này không ta. Ui, băm mãi không hạ gục được con này. Tại vì mình không lấy được cái bùa đỏ. Z2 này, Nauti này. Ôi, thời này bây giờ phải chơi. Chơi thêm sát thương các kiểu. Đây đi. Bực mình. Ba sử gia thôi là đẹp rồi nha anh em nhá. Hôm nay set 2 à. Con này nó cứ liếm liếm, thế là Garen của mình không tung ra được kỹ năng. Ui, mày khỏe nà. Con này cũng khỏe lắm anh em ạ. Nhà này cầm nhiều nhiều Ire đấy. Galio của chúng ta mới 1 sao này. Cố lên. Ui giời. Pha solo giữa hai con đầu sĩ. Con này 50.000 máu, con này chắc phải sắp 15.000 máu đến nơi rồi. Anh em xem, 15.000 máu solo với 5.000 máu thì đủ hiểu rồi. Ui, họa sư. Này lấy họa sư Udi. Có nhiều nam tiền mà chơi anh em ạ, Udi chắc không cần đâu. Đây nà, bỏ đi. Zanna thì vào thì cũng ngon. Rồi họa sư chúng ta vẽ thêm cái cơ hội lên 5 tiền 3 sao. Ui, nhà này sắp xin Raba rồi, hai con nữa. Ngứa vậy. Tôi cần đồ cho Irelia nó gánh nữa anh em ơi. Này chúng ta phải xếp sao cho đỡ bị băm vào con tăng ken. Xem nào, mình sẽ lấy đồ sát thương nhá, truy xuyên phá này. Không có bùa đỏ rồi. Hơi trái một tẹo. Quyền năng. Lấy thêm này cho đi. Galio 2. Hay nhà này à? Để tôi coi. Hai pháp sư. Con Garen đúng không? Ui, con này ném bay màu hết mấy con kia rồi. Đấy, giai đoạn này Garen tôi cân hết. Vừa cân hết anh em ạ. Rất là ảo. Gần như là một cái pháo đài bất hoại. Máu được cộng thêm liên tục. Rồi. Họa sư. Hai nhà này. Nhà này Uri và Seth rồi đúng không? Mình sẽ bỏ Seth đi. Tôi chưa lên được Ire 2. Dỗi ghê. Nauti 6 cảnh vậy không? Nhà này tôi đéo. Tôi nhầm. Tôi không cho chém con kia nó liếm món này nữa. Bực. Ok. Để nó liếm hoài khó chịu. Nhà này họa sư không? À có họa sư rồi. Bỏ này đi. Nó không có diệt này. Mà lạ không thấy con IV 2. Ui bay màu Garen rồi. À chưa chưa. Giờ thì mới bay màu Garen. Bát nhà này gớm nè. Mình không có ngăn hồi máu anh em ạ. Cay ghê. Không hồi máu, không có diệt khổng lồ. Nhà này thua mình, còn một Syndra nữa. Ai? À gì à? Họa sư Seth ngộ không. Rakan 2 này.
Xem như nào, không ra được con này. Có gì vậy? Mình sẽ all in tìm lấy ba. Tâm Ken cầm này khó chịu nhở. Mà sao nhà này được khỏe vãi ta. Vẽ Azir 3 không anh em ơi? 3 vòng. Round này chắc là mình win không? Cố thôi. Ire 2. Ôi, bằng là luôn con Syndra này thì ông này gần như là hết sát thương rồi. Nhà này ăn được à? Sau khi vẽ được Azir chắc là mình sẽ bán luôn. Bán luôn họa sư. Nhà này cũng xây ra đúng không? Cái gì đây? Trang bị tấn công à? Cung, vuốt. Trời ơi. Chắc mình sẽ lấy một cái trang bị nỏ sét. Với cả tôi lấy diệt cho Irelia. Ire 2 cho nào. Đây à. Ire 2 thì có khác biệt không nữa. Khác biệt gì là chịu nha. Set à. Mình sẽ phải đổi cái vị trí sang bên này đấy anh em ơi. Cái này nó không khả thi lắm. Chết rồi, không quên đổi con này sang. Ô có diệt, có bùa đỏ này. Ire 2 phát là khác biệt luôn. Con này bao nhiêu nghìn máu à? 8.000. Mày quạt kìa. Vãi nồi nó quạt kìa. Gớm thế. Quạt đi. Mày quạt đi. Mày quạt đi. Trời ơi. Tôi xếp Ire sang bên này nha anh em ơi. Tôi để ý là con bát nó quạt thẳng vào Irelia. Thế nên là tôi không được chơi game nhiều. Mà còn 12 máu thôi à. Lên được Azir 3 không ta. Ui nhìn 5 tiền này. Wow. Phun dàn 5 tiền luôn. Cái này xíu đây. Để này sang bên này là đỡ hơn anh em nhá. Cho bên này. Này Azir 3. Tại vì tôi roll một con Azir nữa là đẹp rồi. Nhưng mà để xem nhà này có sống sót được sau quay cái trận này không. Này win được cũng mừng. Mà anh mình cũng cần top 1 đúng không? Khó luôn rồi. Người tam ke này chơi game rồi. Garen của tôi bây giờ bất bại. Không, một mình cực. Vất vả đấy. À, nhà này win này. Ok, ui rồi ôi. Nhẹ thôi anh em ạ. Mình sẽ bán họa sư đi nha anh em nhé. Tập trung luôn tìm máy. Một con Azir, ok, nó 5 tiền 3 sao. Chứ bây giờ là quá đơn giản này. Đúng không? Quá đơn giản vậy ạ. Ui, đầu hàng ạ, à, biết điều đấy. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye tất cả anh em.